Tiết kiệm năng lượng chính là con đường ngắn nhất trong mọi thời điểm giúp loài người giảm tải đi sự ô nhiễm ra môi trường. Và mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 280 phê duyệt chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2019-2020. Theo đó, thì các bộ ngành địa phương, cộng đồng sẽ có trách nhiệm triển khai đồng bộ các hoạt động trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm giảm thiểu việc sử dụng các nguồn nhiên liệu, nguyên liệu hóa thạch và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Dán nhãn năng lượng là một trong nhiều chương trình được Bộ Công Thương tổ chức triển khai nhằm thực hiện tiết kiệm năng lượng. Từ chương trình dán nhãn năng lượng tự nguyện vào năm 2018 đến dán nhãn bắt buộc năm 2013. Đến nay đã có hơn 15.000 sản phẩm được dán nhãn năng lượng theo 19 danh mục sản phẩm hàng hóa phải dán nhãn theo quy định của Chính phủ. Các đồ điện lạnh gia dụng ở đây đều có những cái đặc tính là tiết kiệm điện, như chẳng hạn như là những cái sản phẩm đều có tem năng lượng của nó, đem tới khách hàng những cái tiết kiệm tiêu thụ tốt nhất cho gia đình để mình yên tâm mình sử dụng và không có bị mất nhiều chi phí. Trước thách thức ngày càng lớn về nhu cầu năng lượng, Việt Nam đã chuyển từ nước xuất khẩu sang nước nhập siêu năng lượng. Việc tiết kiệm năng lượng được kỳ vọng to lớn cho việc giảm áp lực cung điện, cung ứng năng lượng cho nền kinh tế. Theo tính toán của Bộ Công Thương, tiềm năng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Việt Nam lên đến 8,1% tổng tiêu thụ năng lượng quốc gia so với kịch bản thông thường đến năm 2030 và 10% đến năm 2035, chủ yếu từ nhóm ngành công nghiệp. Thực tế, từ hơn một thập kỷ qua, các chương trình dự án và giải pháp tiết kiệm năng lượng đã giúp giảm tiêu thụ khoảng 12,6 triệu TOE trong tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc, tương đương với việc tránh phải đầu tư xây dựng 5.000 MW nhiệt điện. Để giúp cho cái việc xác định được những cái công đoạn sử dụng năng lượng của trong quá trình sản xuất, sử tiêu hao năng lượng, để từ đó có thể có những giải pháp phù hợp cho việc tiết kiệm năng lượng, thì đó là một trong những cái công việc của kiểm toán năng lượng để giúp cho các doanh nghiệp có thể xác định được từng công đoạn sản xuất và những cái tiêu hao năng lượng ở từng công đoạn, để từ đó có được những cái giải pháp phù hợp cho việc đảm bảo tiết kiệm năng lượng. Được biết, hiện nay Bộ Công Thương đang tiếp tục thực hiện các chương trình hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp thay đổi công nghệ, thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng với khoản vay 100 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới. Nhiều doanh nghiệp đã thực hiện hiệu quả công việc này. Trong năm 2019 và trong các năm tiếp theo, thì Bộ Công Thương chúng tôi sẽ là đơn vị đầu mối để tổ chức triển khai thực hiện cái chương trình quốc gia này, với cái mục tiêu là cắt giảm từ 8 cho đến 10% cái tổng năng lượng tiêu thụ trong cái giai đoạn từ nay đến 2030. Và với cái lượng năng lượng cắt giảm dự kiến là lên đến khoảng 60 triệu tấn dầu quy đổi. Thì đây là một cái mục tiêu rất là tham vọng, một con số rất là lớn, cần cái sự nỗ lực của các bộ ngành từ trung ương đến địa phương. Theo chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến năm 2030, Việt Nam sẽ huy động mọi nguồn lực thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Các chương trình này nếu được tổ chức và thực hiện tốt sẽ bảo tồn được nguồn năng lượng của quốc gia, giúp nền kinh tế phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, đồng thời thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu. Điều này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu đã tiếp tục lập kỷ lục sau năm 2018.